sống có trách nhiệm, cầu tiến trong cuộc sống, chuyện lời ít nói, cũng hơi nghiêm túc. Quen nhau thì phải có sự tin tưởng, hy sinh, chia sẻ với nhau, có trách nhiệm với gia đình, có tí xíu lãng mạn để cho cuộc sống nó vui. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1991. Hiện tại em sống ở quận Thủ Đức. 1991 là bao nhiêu tuổi? Dạ 28. Nhỏ dữ vậy. Rồi ở Thủ Đức. Dạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại khu chế xuất Linh Trung 2. Công việc của em là nhân viên văn phòng. Quê mình ở đâu? Dạ quê em cũng ở Thủ Đức luôn. Quê Thủ Đức luôn. Dạ hiện tại thì em sống chung với bố mẹ. Nhà đông anh chị em không? Chỉ có một chị gái. Chị em thì cũng đã lập gia đình và hiện sống ở bên chồng là ở Dĩ An. Bây giờ mình ở sống với ba mẹ thôi phải không? Dạ. Rồi mời em gái. Em xin tự giới thiệu, em tên Trần Thị Kiều My. Hôm nay 29 tuổi. À, bà đây 29, nay 28. Hay quá. Rồi, dạ, tiếp. Dạ, quê em ở Khánh Hòa. Em làm về luật ở quận 1. Mình ở đây với ai? Em ở với anh chị em. Có mua nhà trong này chưa hay là mình dạ, đang chưa, ở trọ? Em ở thuê. Mấy anh chị em ở chung mà đi thuê nhà ở luôn. Dạ. Phụ nữ không cần mua nhà, dọn qua nhà chồng ở luôn cho nó lẹ. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, sống có trách nhiệm, cầu tiến trong cuộc sống. Hay giúp đỡ mọi người. Nhược điểm của em là khá là kiệm lời ít nói. Cũng hơi nghiêm túc. Nói chung là nghiêm túc là tốt chứ, nghiêm túc sao khuyết điểm được. Nghiêm túc quá nên cũng không biết tán gái đó chị. Đó là khuyết điểm của em. Rồi, gì nữa? Vậy hết rồi. Hết chưa? Hết rồi chị. Xạo. Còn nữa, có những tật xấu gì không? Kể ra hết. Tật xấu của em thì em ít nói với người khác biết lắm. Nhưng mà tại vì hôm nay có chị Cát Tường thì em cũng khai thiệt. Khai đi. Em ăn thì chậm. Giống như là một bàn tiệc á, người ta ăn không hết trơn rồi. Em thì vẫn còn ăn, chưa có xong. Tại vì hồi lúc nhỏ đó, em bị chê là béo phì. Cái từ lúc đó là giống như là em tự dặn lòng á, là mỗi khi ăn á, mình phải ăn chậm nhai kỹ. Giống như là ăn như vậy á, cảm giác là nó sẽ không có tham ham ăn nữa, không muốn ăn nữa, là nó sẽ no rồi mình cũng giảm cân, không có béo phì nữa. Đỡ bị mấy đứa bạn nó chọc. Rồi. Còn bây giờ là túm lại ăn một bữa ăn là mất một thời gian bao lâu? Chắc thì cũng 30 phút. Thôi cũng chưa đến nỗi nào. Ăn xong vợ cứ đi ngủ trước đi, từ từ anh ngủ sau, anh ăn sau anh dọn dẹp. Ngoài cái đó ra còn gì lâu nữa không? Về tắm. Tắm cũng lâu nữa. Mà tắm bao lâu? Thường thì em tắm cũng cỡ nửa tiếng. Làm gì chổng mà nửa tiếng hồ, tôi tắm có 5 phút tôi ra rồi. Sau một ngày mà làm việc vất vả đó chị, cái thời gian mà tắm á, em dành để giống như là em chiêm nghiệm về cái một ngày làm việc của mình. Trời ơi, thế sao không ra ngoài giường nằm rồi chiêm nghiệm cho nó khỏe, mà ở trong buồng tắm đứng mà chiêm nghiệm chi vậy trời? Vậy nó mới thú vị chị. Hay quá ha. Vừa đứng nước vừa xả vừa chiêm nghiệm hả? Dạ. Tốn nước dữ vậy. Thỉnh thoảng em cũng ngân nghe vài câu hát giống như xả stress đó chị. Đứng mát ha, thở thoải mái, hát rồi xả nước nữa ha. Dạ. Chị thấy cái đó cũng ok, hợp lý. Cần thay đổi không em hay là kệ anh đi? Dạ thì tạm thời em thấy chắc chưa cần. Thôi bữa nào đưa vợ đi đẻ thôi, ở dơ đi nha. Đưa vợ đi đẻ vô tắm nữa, vợ đẻ rớt à. Dạ. Nha. Thế còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Thì em là một người phụ nữ của gia đình, biết nấu ăn dọn dẹp nhà. Em cũng hơi nóng tính tí xíu và cũng hơi thẳng tính. Còn tình trường thì sao? Dạ tình trường thì em có một mối quen 6 tháng. Mà đó giờ một mối một? Dạ. Lâu mau rồi? Dạ cách đây 2 năm. Để tìm hiểu mà sau đó em thấy không hợp. Là không hợp chỗ nào? Quen nhau 6 tháng em bên anh ấy em không có cái cảm xúc thoải mái, không có rung động nữa. Thì em nghĩ hai người không hợp nữa nên em chia tay. Vậy là cũng chưa có kinh nghiệm gì trong tình trường nhiều. Những cái quyến luyến nhớ nhung kỷ niệm thì cũng chưa nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, thế còn em tình trường mình sao? Tình trường em cũng dữ dội lắm chị. Dữ dội lắm hả? 3 mối tình nhưng mà đơn phương không à. Đơn phương làm sao? Mối tình đầu tiên thì cấp 3. Cái mối tình nó giấu kín, em không có nói cho bạn đó biết. Thì chỉ là bản thân thôi. Cái qua tới đại học thì em cũng quen với bạn này ở miền Trung á. Em cũng dễ thương. Có nói người ta biết không? Có, lần này là có lần nói. Có nói. Phản ứng người ta làm sao? Nhưng mà thật sự là tại vì bạn đó cũng có quen với một người bạn trai trước em. Bạn ấy chỉ coi em như là bạn thôi. Gần đây thì em cũng có quen với một cái bạn trong công ty của em. Em thì cũng có nhắn tin. Ví dụ, ví dụ.
Thì em cũng có nhắn tin hẹn bạn đó đi uống cà phê uống nước gì đó. Có nhắn tin hẹn cà phê uống nước. Dạ. Nhưng mà nhắn tin có lãng mạn, có tình cảm chóng không? Em thì hỏi mấy câu mà cơ bản á chị. Ví dụ. Em đang làm gì đó. Hay là em ăn cơm chưa, em tắm chưa. Tắm chưa, ăn cơm chưa là tắm chưa. Chứ không có nói anh thích em, anh mến em gì, em dễ thương gì, có khi nào nói vậy chưa? Chưa chị. Ồ, vậy là thua rồi. Bởi vậy hèn chi ba mối tình đơn phương mỏng đúc kinh nghiệm. Bây giờ thời buổi gì rồi, ta đánh nhanh rút gọn. Em cứ ăn cơm trưa, gặp chị mà ai cứ hỏi gì hoài chị bực mình. Chị nói chi vậy, hỏi hoài vậy. Ví dụ giống như là em hôm nay làm mệt không? Làm chung thì anh không công cơ quan, ví dụ anh không có cơ hội tiếp xúc nhiều, nhưng mà anh hay để rất là quan tâm em vậy đó. Anh thấy em rất là dễ thương, mình có cơ hội gì không? Ví dụ phải vô vấn đề. Cứ ngày nào ông ăn trưa với tắm trưa chi vậy, rủ quá tắm chung hả? Hèn chi, thiệt mệt ghê. Em cũng rút ra kinh nghiệm là phải tấn công. Đúng. Như chị Cát Tường chia sẻ đó. Lần này tấn công nha. Dạ. Một hồi mở cửa để tim lên mà thấy mà vừa ý mình là phải tấn công nha. Dạ. Được không? Dạ được. Vậy là cũng chưa có kinh nghiệm trong tình yêu luôn. Chưa chị. Có hôn nhau chưa? Chưa có cơ hội. Chưa có cơ hội. Thôi bây giờ mình lớn hơn người ta 1 tuổi, mình phải chỉ người ta nha. Được không? Kinh nghiệm em cũng ít ở lắm. Kệ, có hai người ít ít với nhau cho nó vui. Dạ. Vậy thôi, hai đứa mình cứ làm mới là coi như mình học tập nhau, lẫn nhau từ đầu đi. Thôi được rồi, bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ thì không hút thuốc. Không hút thuốc, có hút thuốc không? Không chị. Rồi yên tâm. Không quay gia trưởng. Dạ không, em không gia trưởng. Không gia trưởng. Dạ, quen nhau thì phải có sự tin tưởng, hy sinh và chia sẻ với nhau. Có trách nhiệm với gia đình và có tí xíu lãng mạn để cho cuộc sống nó vui hơn. Được không? Đạt được nhiêu phần trăm tiêu chuẩn, tiêu chí của cổ? Em nghĩ là cũng 95 luôn á. Trời ơi, tự tin với 95 luôn. Thôi kệ, cứ cho tự tin đi. Thế còn em, mong muốn tìm người bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái của em là một bạn nữ dễ thương, dịu dàng, đầm thắm. Khi mà yêu nhau thì hai người cần phải chân thành, tôn trọng, quan tâm chia sẻ lẫn nhau. Nó đơn giản hả chị? Đơn giản lắm. Chọn người không có đơn giản chút nào. Lựa đi. Trong số những cô gái ấy có cô gái ngồi bên đây. Chọn đúng, gả luôn. Chọn sai còn nhiều gian nan lắm, chắc tình đơn phương quá. Cho anh một cái gợi ý coi nè. Em cũng hơi nhỏ con. Hơi nhỏ con. Rồi anh có gợi ý gì cho cổ không? Em thì cũng bị cận, với lại cũng người nó cũng không có cân đối, không có mập lắm. Người cân đối, bị cận, rồi kiếm đi em. Đang suy nghĩ giữa hai người đây. Nên em nghĩ đây, bị cận. Rồi, đâu, chỉ vô. Anh có tròn mà. Người ta nói cân đối rồi, không nghe hả? Thân hình cân đối đó em. Dạ, đây đây. Chắc chưa? Giữ nguyên hiện trường, bên đây. Em nghĩ theo gợi ý của bạn nữ thì em nghĩ bạn nữ là bạn này. Hay quá. Trời ơi, chuyến này đám cưới sớm rồi. Hai bạn ơi, chúng ta sẽ mở cửa để tìm ra nha. Mình giữ nguyên hiện trường, tấm hình mình mới chỉ nha. Để mở cửa ra chúng ta đoán, là chúng ta nhìn xem nhận cái cảm nhận chúng ta đầu tiên có đúng hay không. Cặp này tôi gả liền tay luôn nè. Chưa có kinh nghiệm tình yêu, hai bạn yêu nhau nó vui lắm. 1 2 3 mở cửa trái tim. Rồi. Đúng không cưng? Dạ đúng. Em gái là mém sai nha. Em mà cũng em... đúng á chị. Thì em đúng. Em là quá xuất sắc luôn, chị dạ. Đúng liền luôn á. Dạ. Trong khi quá trời cô vậy mà em chỉ đúng hay thiệt. Hôm nay tới chương trình anh cũng có 2 món quà nhỏ tặng em. Sống đơn giản cho mình thanh thản. Thì anh mong là khi em mệt mỏi căng thẳng đọc sách thì em có thể xả bớt stress phần nào. Còn món quà nhỏ thứ hai anh chuẩn bị là một cái thỏi son. Anh mong muốn cái món quà thỏi son này á, thì em lúc nào cũng tươi tắn, xinh xắn khi mà bước ra ngoài đường hoặc là tới tham dự các buổi tiệc, đám cưới. Ủa bình thường đi chơi với anh cũng thoa son được mà. Trời ơi, dạ, son còn quy định đám cưới mới thoa được nữa. Thì hôm nay gặp nhau cũng là duyên. Là em cũng có món quà tặng anh, cái ví. Tại sao lại tặng anh ấy cái ví? Dạ thì em cũng mong là nếu mà em gặp tương lai, gặp người chồng có thể biết kiếm tiền và đưa cái ví cho em. Ghê lắm, ý nghĩ nó ghê luôn. Rồi bây giờ khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận của hai bạn khi mà mới gặp mặt nhau lần đầu tiên như thế nào?
À, em thấy bạn nữ rất là dễ thương, xinh xắn. Cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Thấy anh chững chạc, chững chạc. Nói chung là bạn anh nói anh già không á, cái mặt nó nói già chát hồi nãy bịch cái mặt nạ lại gì nè, tôi dòm tôi tính kêu bạn anh thấy cái trái ngạnh sao ấn tượng nè hả? Dạ không ấn tượng chị. Ấn tượng á, em có thích mấy người vậy không, trắng cao vậy không? Dạ trắng em cũng hơi cao cao nè. À, hai người có vẻ hợp ha. Hợp á chị. Hợp rồi. Bây giờ tôi mời hai bạn thưởng thức một món ăn ngon của nhà hàng Mận Đỏ nha. Mời hai bạn thưởng thức bữa cơm thật là ngon miệng, cá hú kho tộ với canh chua tôm. Đây là những món thuần Việt tại nhà hàng Mận Đỏ, cũng không kém những nhà hàng thuần Việt khác. Nhất là tất cả chén dĩa làm ra từ men Bát Tràng, mang in ấn đặc biệt của quả mận nha quý vị nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức ha. Đây là một món cơm cá hú kho tộ với lại là canh chua tôm rất là hấp dẫn. Nhưng mà vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại tìm hiểu kỹ một chút xíu về nguyện vọng, rồi về tương lai, về quan điểm hôn nhân, tình yêu, gia đình. Tự tin lên nha, cơ hội lần này là không có cái vụ đơn phương nữa nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, cố gắng lên em. Mời em. Dạ, mời anh. Dạ. Anh có quan điểm như thế nào về hôn nhân? Theo anh thì hôn nhân rất là thiêng liêng. Anh nghĩ là khi yêu nhau thì mình cần chung thủy, không có lăng nhăng, chia sẻ thông cảm lẫn nhau trong cuộc sống hoặc công việc. Em cũng vậy đó. Nói chung là khi mà hai người đến với nhau là phải có sự hy sinh và chia sẻ và tin tưởng nhau nữa. Anh có biết làm việc nhà không? Có chứ. Ở nhà thì anh ở chung với bố mẹ đó. Anh cũng hay giúp mẹ những cái công việc lặt vặt, quét nhà, giặt đồ, rửa chén. Nấu ăn thì thật sự anh không có nấu ăn ngon, nhưng mà anh sẽ vì người mình yêu học nấu ăn. Anh có thích chơi thể thao không? Lúc trước thì anh cũng có tập gym, nhưng mà anh tập thì có thể là không có đúng bài bản á. Nên càng tập nó càng teo. Dạ. Nên anh cũng nghỉ rồi. Nên bây giờ thì anh thường buổi sáng chạy đi bộ, đi bộ khoảng nửa tiếng, xong rồi về nhà thay đồ đi làm. Em có thích môn thể thao gì không? Hồi xưa em chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Bóng đá luôn. Wow. Hồi nhỏ chơi bóng đá, nhưng mà đại học á thì em có chơi bóng chuyền, rồi cầu lông. Anh có kế hoạch mà khi mà cưới nhau á thì mình sẽ ở đâu không? Thì hiện tại là anh ở Thủ Đức. Từ nhỏ cho tới lớn là anh ở Thủ Đức. Nói chung là nhà cửa cũng tiện nghi. Thì nếu mà chúng ta quen nhau thấy hợp thì mình sẽ ở đây, ở Thủ Đức chung với ba mẹ. Đúng rồi, thì ba mẹ anh cũng dễ ở chung, nhưng mà em có thể không làm dâu. Dạ. Thì chị anh thì cũng có chồng ở Dĩ An rồi. Anh thì ở hiện tại thì có ở chung với bố mẹ thôi. Nếu như mà phù hợp với nhau thì em nghĩ bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân? Em nghĩ em cũng già rồi chị. Già rồi. Thì ba em nói vậy giống như là em cũng xỉ nhục bạn gái vậy đó. Không, em già thiệt, bề ngoài em già thiệt. Đúng, em già hơn bạn gái thiệt. Dạ. Nếu mà nhanh nhất thì cỡ 3 tháng. Chuẩn bị mọi thứ chưa mà lẹ vậy, đám cưới gì mà còn quen nhau có 3 tháng cưới rồi. Nhà em thì cũng sửa ở đây cũng 1-2 năm rồi. Công việc của em thì cũng ổn định rồi. Thì em chỉ còn tìm một nửa yêu thương của mình và tổ chức đám cưới với cô ấy. Bạn gái có chịu làm dâu không? Hồi nãy giờ em có hỏi bạn gái chưa? Thì bố mẹ em cũng dễ chịu, cũng có tuổi rồi. Thì cũng chỉ cần có con dâu hiền, biết tôn trọng bố mẹ, quan tâm chồng con là được. Bây giờ chị chia sẻ với em nè, khi chị ra ngoài tụi em đang ăn cơm tâm sự ở đây, chị thấy là hôm nay bạn trai đi là có dẫn ba đi theo. Bây giờ chị sẽ mời bác trai vào để mình cũng cơ hội mình gặp mặt một xíu, để cho bác trai cũng có thể là có vài ý kiến trong cái buổi nói chuyện của tụi em ngày hôm nay ha. Dạ con mời bác vô trong này ạ. Chào MC Cát Tường xinh đẹp. Dạ chào bác. Chào quý vị khán giả đang xem đài. Dạ. Tôi là ba của cháu Linh. Dạ. Bác cũng nhận xét về cháu thì thấy cũng dễ thương. Cháu với con của bác mà thấy thích hợp bấm nút
cho nhau cơ hội, nếu mà thấy hợp với nhau thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà con nghe nói là coi như giờ em Linh đi đâu là bác cũng đi theo hết trơn, bác chăm sóc. Dạ không phải đó. Không phải là Linh thì nó ít có đi chơi. Dạ. Đi cũng như ủng hộ tinh thần cho con, khích lệ tinh thần cho con. Dạ. Đấy, bác có đặt ra tiêu chí con dâu mình phải là người như thế nào không bà? Thì tiêu chí thì tôi cũng không mong gì hơn là ngoan hảo hiền, biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với ông bà người lớn tuổi. Dạ. Hôm nay con cũng rất vui được gặp bác. Thì con cũng cái quan điểm của con á là khi mà mình đối xử tốt với cha mẹ chồng á thì cha mẹ cũng sẽ thương lại mình. Dạ. Nên là con cũng mong là nếu mà tụi con có thể tiến được thì con sẽ trước mắt là hai con cho nhau cơ hội. Dạ. Bấm nút. Dạ. Bác chỉ muốn vậy thôi. Rồi bây giờ con mời bác ra ngoài để theo dõi tiếp câu chuyện có hai bạn có bấm nút hẹn hò với nhau không bác nha. Dạ, con chúc bác sức khỏe. Cảm ơn bác ạ. Rồi, ngồi xuống hai bạn, chúng ta tiếp tục câu chuyện của mình nha. Đó, bác trai là đồng ý rồi, cứ mong hai con cho cơ hội thôi. Bây giờ hai con cho cô Tường các cơ hội nha, hai con bốc thăm đi nè. Rồi, đọc lớn yêu cầu trong này. Tỏ tình đối phương thật lãng mạn, liên quan đến một bữa cơm, không đạt bị phạt ôm. Qua đứng kế bển đi, rồi muốn tỏ tình gì đó tỏ tình. Em có chuẩn bị một bài thơ đó chị. Rồi. Mà không có liên quan tới cơm được không? Thì em nói sau đó dẫn dắt vô bài thơ, xong miễn có vừa xong mà kết thúc bài thơ em nói gì mà có liên quan tới cơm là được. Hiểu không? Rồi qua bên đây. Đứng kế bên này, đứng bên này. Rồi qua đi, rồi đứng bên đây nè. Đứng chỗ ba đứng hồi nãy đó, sát cổ. Rồi có khi nào mình em ngồi cũng được, nhưng mà em cho anh nắm tay cái cho nó tình cảm đọc thơ coi, chứ anh đứng anh bỏ tay vô quần kỳ quá. Đó, chân thành lên nhìn cổ nha. Nhận được tin của chương trình, anh đây nghĩ ngợi một mình linh tinh, nghĩ về em, vóc dáng và tính tình là người tha thước dịu dàng xinh xinh, nghĩ về em cô gái chung tình là người con gái hữu hình anh yêu. Riêng anh nói ít làm nhiều, là người cầu tiến, mục tiêu rõ ràng, sống có trách nhiệm đàng hoàng, không hút thuốc nhậu nhẹt lăng nhăng. Mong em hiểu được lòng anh. Chúng mình cùng xây đắp mộng lành. Thơ anh không hoa lá cành, nhưng mà tình cảm chân tình của anh. Đến đây từ sớm chờ em. Thật sự bây giờ anh cũng rất đói. Nếu được xong chương trình, chúng mình cùng dắt tay để ăn một bữa linh đình. Trời ơi, hay quá, hay quá. Mặc dù không có chữ cơm nhưng mà có ăn một bữa linh đình là được rồi, là có ăn cơm. Dạ. Hay quá em ơi, chị bất ngờ vậy em quá. Thơ tôi đó hết rồi mà tôi nhìn ổng còn ráng rặn thêm mấy câu thơ cuối mà vô được cái bụng. Tại em hát chưa có từ cơm á chị. Đúng rồi, nhưng mà hay rồi. Em ráng xuất nghĩ sắc, xuất sắc. Rồi được rồi, về chỗ đi em. Cảm ơn chị. Trời ơi, cảm nhận của em như thế nào về bài thơ của ảnh em? Thơ này thơ ảnh làm. Dạ. Chứ không phải là thơ lụm lặt của người khác, cho nên mặc dù nó hơi tốc độ hơi chậm, ảnh tắm cũng chậm, ảnh ăn cũng chậm mà, nên đọc thơ cũng chậm nhưng mà đầy cảm xúc. Nhưng mà chỉ kết nhất là cuối, dẫn vô được cái đoạn cuối. Dạ. Đúng không em? Dạ. Em cho mấy điểm nè? 9 điểm. 9 điểm, riêng bài thơ đó là 9 điểm, chị cho em 10 điểm luôn á. Rồi, cảm ơn chị. Trời ơi, quá xuất sắc. Bữa linh đình hay. Vậy là tôi biết thơ này thơ tự làm. Thử đặt biệt danh thật đáng yêu và ngọt ngào cho đối phương. Đặt một biệt danh gì nãy giờ anh dễ thương quá, em đặt cho anh cái biệt danh gì cơ nè? Khó nghĩ quá. Từ bình thường em ít đặt biệt danh cho lắm. Anh mới làm thơ tặng em xuất khẩu thành thơ đó, đặt cho anh cái biệt danh đi nè. Biệt danh đáng yêu và ngọt ngào. Gọi anh yêu được không chị? Trời ơi, trời cái gì vậy? Rớt tim hả? Anh yêu được không? Được chị. Thôi quá ơi. Được luôn chị. Quá được luôn hả? Hợp lý. Trời ơi, bây giờ dày dễ thương quá hai bạn ơi. Anh làm thơ hay quá, cho 9 điểm, mình phải thưởng ảnh khích lệ tinh thần trước khi đưa ra quyết định bấm nút. Cho anh yêu ôm cái. Hai bạn qua
mình ôm nhau 10 giây thôi để kiểm tra mình có cảm xúc với nhau không, có cái nguồn điện gì qua nhau không, rồi chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò. Bởi vì cái nút bấm này quan trọng lắm, bấm là thật sự có tình cảm mới bấm, nếu không nó lỡ duyên của mình. Ai cũng lớn tuổi hết rồi. Mời bạn trai mạnh dạn lên, đây là cơ hội thưởng cho em bài thơ quá tuyệt vời. Em gái đứng ra ngoài này luôn. Rồi hai bạn chúng ta có thể ôm nhau để mà truyền nhau một tí điện xem có cảm xúc hay không. Trực tiếp ôm nhau đi, đâu có vấn đề gì đâu. Đúng rồi, ôm nhau chứ đâu phải cặp kè. Đúng rồi, ôm vô 10 giây cảm nhận. Được rồi hai bạn, về vị trí, không lẽ ôm hoài. Đặt tay vào nút bấm, suy nghĩ thật kỹ nha. Cái nút bấm này là bấm nút hẹn hò, tìm hiểu, tiến tới hôn nhân. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. Ok, mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian, đỏ rồi. Rồi, đứng lên, mời hai bạn qua bên đây. Bấm một lần thôi, bấm hai lần. Nắm tay nhau đi, bây giờ là nắm thiệt. Nhắm này là nhắm của cặp đôi Uyển Ương nè. Chị Tường hy vọng là hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Một cặp đôi chưa có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu sẽ có những cung bậc cảm xúc rất là lạ, rất là thú vị. Chị Tường mong rằng hai bạn sẽ có những cái tháng ngày rất là êm đềm, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc bên nhau. Gửi tặng hai bạn đây là những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim City Box 212 Lý Chính Thắng. Chúng ta đến đây xem phim, tâm sự, tìm hiểu với nhau. Hai đứa cầm chung đi chứ còn đứa cầm vé nữa thiệt khổ ghê luôn á. Một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp mặt. Ôi dễ thương quá hai bạn ơi. Chúc hai bạn sẽ nhanh báo tin vui cho chương trình nha.